Tình trạng thiếu nước kéo dài triền miên đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đảo lộn cuộc sống của người dân. Thế nhưng hơn lúc nào hết, trong hoàn cảnh khắc nghiệt của thời tiết thì người ta lại dễ dàng nhận ra một nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Đó là sự chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn. Ghi nhận tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Ấp Tân Trung, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, hiện có hơn 100 hộ dân đang sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt do nguồn nước ngầm tầng thấp ở đây bị nhiễm mặn nặng từ nhiều năm nay. Phần lớn các hộ dân đều sử dụng nguồn nước mưa để ăn uống. Tuy nhiên, đến thời điểm này, lượng nước mưa được dự trữ mỗi gia đình cũng đã cạn. Nước có thể trở thành một mặt hàng kinh doanh kiếm lời. Nhưng ông Trần Hữu Khôn, một hộ gia đình của ấp này đã không làm như vậy. Xứ sở này khó khăn lắm, khoan nước chỉ mấy chục triệu luôn. Bây giờ tôi có điều kiện khoan cái nước rồi, nghe không? Chia sẻ cho bà con chỉ lấy tiền điện là thôi, không có lấy lợi nhuận gì hết. Ở địa phương này đối với nước nôi thì nó quá khổ. Anh em, chị em nào cũng là phải đi chở nước từ chiến hết trơn. Có đôi khi những người ta có xuồng, còn những người ta không có xuồng. Những người có xuồng cũng không có phương tiện để chở nữa. Cũng ở địa phương này cũng nhờ chú Sáu á, rồi chia sẻ nước, rồi ổng lấy tiền điện để chút đỉnh cho bà con ta xài. Nhận thấy nếu chỉ có một điểm đổi nước của ông Trần Hữu Khôn sẽ không thể nào phục vụ đủ nhu cầu của người dân. Dù không thật sự giàu có, nhưng ông Trương Thiên Văn cũng khoan thêm một giếng nước, sẽ chia nguồn nước ngọt với bà con. Gia đình cũng dành dụm để khoan cái nước. Cái thứ nhất là phục vụ cho gia đình. Cái thứ hai là chia sẻ những nỗi khổ những người mà thiếu nước ngọt như tôi từ trước á. Thì thường thường á, là những người có điều kiện thì người ta sẽ đem xuồng lại, người ta chở về để người ta sử dụng. Còn những người xung quanh đây á, thì nếu gần thì tôi kéo ống qua tới nhà. Hiện nay, điểm khó khăn về nước sinh hoạt tại ấp Tân Trung đã được Ủy ban Nhân dân huyện Cái Nước khảo sát và đề ra hướng đầu tư trạm cấp nước tập trung. Hiện nay bước đầu hợp dân thì có 103 hộ, thống nhất là cái phần cây nước khoan tập trung thì nhà nước và vận động các mạnh thường quân, riêng phần của dân là hộ dân tự chịu là từ cái ống nước kéo từ cây nước đến nhà và cái đồng hồ nước. Dự kiến thì khoảng 2 tuần nữa là sẽ khởi công khoan cái cây nước đó. Trong khi chờ nhà nước xây dựng hoàn thiện trạm cấp nước tập trung, người dân ấp Tân Trung vẫn hàng ngày có những thùng nước ngọt miễn phí để sử dụng. Dù ở đây, người ta ví nước quý như vàng.